Giải pháp nào tốt nhất để nâng cấp bộ dàn karaoke thành một bộ dàn xem phim, nghe nhạc và có thể hát karaoke hay? Ngày hôm nay sẽ là một gợi ý dành cho quý các bạn. Đó chính là bộ combo cục đẩy 4 kênh và mẫu vang số 7.1 để chúng ta có thể tận dụng bộ dàn karaoke nhà mình thành một bộ dàn xem phim và nghe nhạc cực đỉnh. Bộ dàn combo KM19, một trong những bộ dàn bán chạy nhất tại Bảo Châu Elec trong thời gian vừa qua. Chúng ta hãy cùng tìm hiểu về bộ dàn này nhé. Các bạn đang xem video tại kênh YouTube của Bảo Châu Elec. Các bạn có thể like và nhấn đăng ký tham gia để theo dõi các sản phẩm uy tín và chất lượng nhất. Đầu tiên chính là mẫu cục đẩy BIK VM840A. Đây là dòng cục đẩy 4 kênh đến từ thương hiệu Nhật Bản với sự kết hợp hoàn hảo giữa thiết kế cho đến hình thức và chất lượng âm thanh. Dòng cục đẩy này phù hợp với những bữa tiệc âm thanh rất sống động và ngoài ra phù hợp với những bộ dàn karaoke không chỉ gia đình mà những phòng hát chuyên nghiệp. Với mức công suất đầu ra 800W x 4 kênh ở chế độ stereo 8 ohm, thực sự đây là một mức công suất rất ấn tượng. Phù hợp không chỉ với những dòng loa full bass 30 hoặc sự kết hợp giữa một cặp loa full và một chiếc súp hơi. Cục đẩy BIK VM840A là một trong những thiết kế mới với hình thức màu đen tuyền cá tính và sử dụng mạch class H, một trong những mạch class đem lại hiệu suất cao khi sử dụng chơi nhạc và đặc biệt sử dụng một cục nguồn xuyến cực lớn cùng trọng lượng của cục đẩy lên tới 27kg, tạo ra một giải bass cực kỳ ấn tượng. Và thiết bị thứ hai trong bộ dàn chính là mẫu vang số BPC R300+, một trong những chiếc vang số của thương hiệu BIK vừa cho ra mắt thị trường Việt Nam trong đầu năm 2020. Mẫu vang số BIK BPC R300+ 7.1 được thiết kế với dạng hình hộp chữ nhật. Lớp vỏ ngoài được chế tác hợp kim phủ sơn tĩnh điện, chống chảy xước và chống va đập ngoại lực. Các nút điều chỉnh, núm vặn được chú thích rõ ràng, bố trí rất tiện lợi để người dùng có thể dễ căn chỉnh. Mẫu vang số BIK BPC R300+ có thể giúp chúng ta tạo ra hệ thống âm thanh vòm 7.1 surround như thật, giúp chúng ta có thể xem phim cực hay như trong rạp chiếu phim. Sử dụng chip DSP thế hệ mới nhất của Nhật Bản, kết nối cổng quang, Bluetooth, cổng coaxial và digital. Và đặc biệt hơn, mẫu vang số BPC R300+ cho phép chúng ta có thể cắt ríu rít trên đường mic tuyệt đối 100%, tạo ra tiếng mic hát karaoke vô cùng tuyệt vời, không cảm thấy khó chịu khi mà hát karaoke nữa. Và không thể thiếu được phần quan trọng trong mỗi video, đó là test thử âm thanh. Với bộ combo KM19 này, tôi sẽ test thử với hai cặp loa BIK BSP 412 bass 30cm dòng loa full với một bộ micro không dây UX12 Luxury. Chúng ta hãy cùng thử chất âm của bộ dàn này qua một đoạn nhạc mạnh, nhạc vàng và đoạn karaoke. Hồn nhiên như ngàn anh lời,
chiều hôm khi gió về. Cây đã mọc từ mưa nào trên đồi núi thật cằn khổ. Cây có hiểu vì sao chim hương kéo về làm tổ, và em như cũng lan mọc từ những cánh cô thủ già kia. Và tôi vẫn nhớ hoài một loài cây sống gần nhau thân mãi thẳng, có một ngày là có rừng và rừng sẽ nên xanh. Vừa rồi quý các bạn đã cảm nhận được chất âm của bộ dàn này qua những bản nhạc mạnh, nhạc vàng cũng như hát karaoke. Khá là hay phải không quý các bạn? Và không thể thiếu được một trong những cái tuyệt vời nữa trong bộ combo KM19 này. Đó là biến bộ dàn karaoke gia đình nhà bạn trở thành một bộ dàn xem phim cực kỳ đẳng cấp như trong rạp chiếu phim. Và đây là một trong những đoạn trích video mà chúng tôi đã đi thi công thực tế một bộ dàn xem phim sử dụng bộ combo KM19 này cho một vị khách hàng. Và xin mời quý các bạn hãy cùng cảm nhận nhé. This universe down to its last atom. And then create a new one. It knows not what it has lost, but only what it has been given. A grateful universe. Born out of blood. They'll never know it. Because you won't be alive to tell them. KM19, một trong những sự lựa chọn hoàn hảo để bạn có thể nâng cấp bộ dàn karaoke nhà mình trở thành chuyên nghiệp hơn, vừa có thể hát karaoke, nghe nhạc và xem phim như tại rạp chiếu phim. Chỉ với mức giá 23.590.000 đồng là quý bạn có thể sở hữu ngay một cục đẩy 4 kênh VM840A, 800W nhân 4 kênh ở chế độ 8 ohm stereo và một mẫu vang số mới nhất năm 2020 BPC-R300+, mẫu vang số 7.1, có thể biến bất kỳ không gian gia đình nhà bạn trở thành một rạp chiếu phim chuyên nghiệp, nghe nhạc và hát karaoke cực hay. Ngoài ra, quý bạn có thể tham gia chương trình thu đổi âm lý cũ lấy bộ combo cục đẩy vang số KM19 này. Điều kiện kèm theo quý bạn phải có một chiếc âm ly kèm theo để có được trợ giá chỉ còn 20.590.000 đồng là quý bạn có thể sở hữu ngay bộ combo KM19 này. Nếu quý bạn yêu thích bộ KM19 này, có thể liên hệ trực tiếp với tổng đài 1900-0255 của Bảo Châu Elec hoặc truy cập website baochouelec.com để có thể đặt hàng online và được giao hàng miễn phí tại nhà. Quý các bạn xem video đừng quên nhấn like, share và subscribe kênh YouTube của Bảo Châu Elec, và đừng quên nhấn vào nút chuông để nhận được những thông báo mới nhất trên kênh YouTube của Bảo Châu Elec. Còn bây giờ tôi xin chào và hẹn gặp lại quý các bạn trong video lần sau. Bạn lo lắng về giá thành, băn khoăn khi mua sản phẩm trả góp, bạn sợ lãi suất cao hay phân vân về thủ tục? Bảo Châu Elec sẽ giúp đập tan nỗi lo đó với chương trình trả góp lãi suất thấp. Bạn sẽ thả ga mua sắm, chỉ với 10% trả trước, bạn sẽ sở hữu ngay dàn âm thanh karaoke. Đừng bỏ lỡ!